mồn cả họ mình ơi, con mồn, con mồn, con mồn, con mồn, con mồn, con mồn, con năm, con năm, con năm, con năm. Vụ này sẽ là bức tường thành cuối cùng. Hoa Hát Tóc biến lên cho có một tình huống đẩy ngược đó một kêu dành cho Hoa. Giao tranh khu vực đường giữa đang là quá hỗn loạn. Hoa Hát có một tình huống tóc biến đằng sau, anh ta có một tình huống Excalibur quá đẹp. Naruto ơi, anh ta có chạy được hay không? Đây anh ta đập mặt vô tường rồi nhưng không, đây là một sự tiếp ứng đến từ Hoa Hát. Anh ta có và xuất hiện mà quá đúng lúc, sự có đang lao lên nhưng mà anh ta đang bị dùng quá nhiều. Sau đó anh ta đang đứng trong vòng bay tinh đình, một pha hút một lần nữa. Hoa Hát cứu thành công được cái mạng thứ hai của người đồng đội mình. Naruto quay ngược lại một lần nữa, đây là sự cú quay quá nhiều và Hoa Hát bơi trên trận đấu này là quá ra. Đến ngày với giao tranh cuối cùng của trận đấu này nào, khi mà Moha anh ta đang là người dùng quá nhiều, sao tụi anh ta biến con tiêu lao thẳng đi xuống giữa đông kia cho Moha xuống một kêu dành cho anh ta quá ra kêu là rất
anh trong khu vực đường giữa MH đang một mình cân 3 cân 4, anh ta lao thẳng vô qua 4 người và triple kill qua ra kill là quá lẹ. MH có một pha xử lý là quá ghê và mega kill dành cho ta. Mega kill.